Ủa đất Phương Nam mẹ. Tự nhiên em nổi da gà luôn. Cái hồi đó phim truyền hình đúng không? Củ thơ hồi luôn. Phương Nam. Tuổi thơ không có mình là củ rất là nhiều. Những người trong đời làm phim của tôi. À, làm tác này là bé Tạo. 25 năm trôi qua. 25 năm. Bây giờ. 25 năm. Là em kiểm tra. Chuyện sống là. Nghe họ là bé gà luôn á. That's room full now. Chào chào các cô chú. Biết không? Các bài bé xanh. Con xin chào các cô chú. Con đến đây để các bài trẻ chỉ thích con. Con chào các cô chú. Con đến đây để các bài bé xanh. Con xin chào các cô chú. Con đến đây để các bài bé khác. Vậy thôi phải không? Mà lố tuổi không đi các trường. Bắt đầu đi cô. Cũng kiểu nhạc tuổi thơ. Má cao dữ. Em mà biết giỏi cũng đi các không chị. Dự án này của anh Nguyễn Văn Dũng. Chúng tôi đang tìm những tài năng cho các vai diễn mà đã từng trở thành bất hủ trên truyền hình để tham gia. Bất hủ thì bây giờ ai chú Hùng Hữu nhớ tới đây anh. Trực tiếp thì các bạn có thể quay video tại nhà và gửi cho chúng tôi. Quay tại nhà. Quay tại nhà. Còn này nữa. Casting call thôi mà đồng tư quá vậy. It's a new way of casting, right? Chị. Ủa? Kìa, kìa, ừ. Em phiên bản kinh điển. Đồ vàng đúng không? Đồ vàng. Dạ, mời ông Châu Rạp. Ừ, đi. À, đây là bản điện ảnh của đất nước Phương Nam. Nhạc hay quá. Ngay hôm nay để trở thành very nice casting. Sinh thế hệ mới. Chúng tôi hiểu ba vai được những màu sắc thú vị mới mẻ từ dự án lần này. Tính kêu chị tiên cát của Châu kìa. Nhạc nghe gợi lại cảm xúc vậy sao? Đối diện em cách vậy nè. Trong nước. The buffalo, yeah, I can be the buffalo. Can I join?